Hello, xin chào tất cả anh em, chào mừng mọi người đến video của mình. Ngày hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện về sản phẩm của nhà George Chikibana, nó có tên là Light Blue All Intense. Đây là cái phiên bản tiếp theo của chai nước hoa George Chikibana Light Blue. Nhưng mà cái video của mình ngày hôm nay thì mình không quyết định so sánh giữa hai sản phẩm đó, mà mình sẽ chỉ nói những cảm nhận của mình về phiên bản này mà thôi. Thì cũng giống như các video trước, mình sẽ nói về những cái điểm mình thích và không thích về chai nước hoa này. Ok, let's go. Trước tiên chúng ta sẽ nói qua một chút về mùi hương của chai nước hoa này. Thực tế mà nói, đây là một cái mùi hương rất là đơn giản, với open note và base note của nó gần như không có cái gì thay đổi, với mùi hương nước biển mix cùng với vị chín mọng của quýt và một chút xạ tạo nên cái mùi hương đặc trưng của biển. Cái cảm giác của mùi hương này cũng giống như khi mà chúng ta mùa hè rất là nắng nóng, nóng đến phát điên đầu ở Việt Nam, thì chúng ta thèm được cái cảm giác ra bờ biển để cảm nhận từng làn gió biển, từng hơi nước biển giúp chúng ta thư thái hơn, hoặc là chúng ta thèm được cái cảm giác được thưởng thức những cái vị chín mọng ngọt của trái cây để giúp chúng ta hạ nhiệt hơn. Thì cái cảm giác đó nó cũng tương tự như cái mùi hương của chai nước hoa này mang lại khi mà chúng ta xịt. Đó, một cái mùi hương đặc trưng của chúng ta hay gọi là nhóm hương aquatic, mùi hương thơm của biển. Với cái mùi hương thơm của biển nồng nàn, nhẹ nhàng bám lên da, rất là đặc trưng khi mà dùng trong mùa hè. Đó, đấy là cái cảm nhận riêng của mình về mùi hương của chai nước hoa Light Blue All Intense này. Ok, bây giờ mình sẽ nói về những điểm mình thích về mùi hương chai nước hoa này. Điểm đầu tiên mình cực kỳ thích mùi hương này, đó là cái sự đa dụng đến gọi là level max của nó. Bởi vì chúng ta chỉ cần mở lắp ra, xịt Pam đi làm, Pam đi chơi, Pam đi học, Pam đi tập gym, Pam đi tụ tập, tất tần tật các dịp các anh em có thể sử dụng mùi hương chai nước hoa này vào tất cả các dịp trong mùa hè, và không sợ là bị mọi người, khi mọi người mùi hương, mọi người sẽ sợ hãi xa lánh chúng ta. Bởi vì mùi hương này, như mình đã nói, đó là cái mùi hương thơm đặc, nước biển đặc trưng để sử dụng trong mùa hè. Thì khi mà chúng ta xịt thì nó sẽ rất là dễ gây thiện cảm đối với mọi người xung quanh khi mà ngửi. Và đây là cái điểm mình thích. À quên nữa, đó là cái sự không bị giới hạn độ tuổi của nó nữa. Thanh niên sử dụng cũng được, tầm già già sử dụng cũng được. Bởi vì mùi hương này nó rất là đơn giản, nó không phải là cái gì đó manly, nam tính hoặc là sexy gì đó, mà chỉ đơn thuần là khi mà các anh em xịt mùi hương này thì nó sẽ tạo cho mọi người cái cảm giác chúng ta rất là clean, đó, sạch sẽ và thơm tho. Đấy, thì đấy cái điểm mình thích ở chai nước hoa này. Không bị giới hạn độ tuổi, không bị giới hạn về cái dịp dùng. Điểm thứ hai mình thích ở chai nước hoa này, đó là so với một số chai nước hoa khác cũng là trên lý thuyết là dùng trong mùa hè, ví dụ như Paco Rabanne Invictus hoặc Versace Dylan Blue, nhưng thực tế lại không hề sử dụng được ở cho Việt Nam, bởi vì nó mùi nó quá ngọt, nó quá nồng. Thì mùi hương chai nước hoa này lại hoàn toàn khác. Xịt trên da của mình thì mình thấy là cái độ bám tỏa mùi của nó là vừa vặn, vừa đủ, không quá nồng, không quá yếu, và độ tỏa hương của nó là không phải là quá là xa. Có nghĩa là khi mà chúng ta có thể là vào chỗ đông người và chỗ không gian hẹp, nó đều là vừa vặn, nó vừa gọi là không bị quá giới hạn, nó không quá nồng, nó không quá ngọt và cũng không bị quá là kém mùi. Do đó đấy là cái điểm thứ hai mình thích ở chai nước hoa này. Tổng kết lại hai điểm mình thích ở mùi hương chai nước hoa này, đó là cái sự đa dụng trong tất cả các dịp trong mùa hè, sự không bị giới hạn về độ tuổi, và cái độ bám tỏa mùi của nó trên da của mình thì mình thấy nó vừa vặn, nó không đi quá giới hạn và nó cũng không quá là kém. Đó, đấy là cái điểm mình thích ở chai nước hoa này. Còn điểm mình không thích ở chai nước hoa này đó là cái gì? Đó là mình không có cái gì để ghét mùi hương này cả. Không phải là bởi vì mùi hương này nó quá là xuất sắc, là 10 trên 10, mà là bởi vì như mình đã nói là lúc đầu video, đây là cái mùi hương nó quá là đơn giản. Nó không phải là nam tính, nó không phải là sexy, nó không phải là từng trải, nó không phải là tuổi mới lớn thích thể hiện một cái gì đó, mà đơn thuần đây chỉ là một cái mùi hương khi mà chúng ta xịt, chúng ta sẽ là thơm tho, chúng ta sẽ là sạch sẽ. Do đó, đối với mình thì mình không thích có một cái gì để mà ghét mùi hương này, bởi vì nó quá là đơn giản. Nó cũng giống như kiểu là bây giờ các anh em có đưa cho mình hai tờ giấy và bảo mình viết những cái gì mình làm bắt đầu từ lúc tiến hành cách ly toàn xã hội phòng chống cái dịch corona này, thì có nghĩa là mình chỉ viết khoảng 10 dòng là mình đã hết rồi, không cần phải quá nhiều. Bởi vì chỉ có dậy ăn ngủ, dậy ăn ngủ, ngủ dậy ăn, thỉnh thoảng check công việc trên laptop, chấm hết, một ngày của mình chỉ có thế. Thì cái cảm giác đấy, mùi hương này nó cũng không khác gì nhau cả, bởi nó quá là đơn giản, nó không có cái gì để mà viết cả, nó không có cái gì để mà chê cả, chứ không phải là mùi hương của nó là 10 trên 10. Đó, đấy là cái nhận xét của mình về mùi hương này. Tổng quát lại, đây là cái chai nước hoa có đáng để mua cho mùa hè hay không? Thì câu trả lời của mình là có, rất đáng để các anh em nên tham khảo để mua. Bởi vì như mình đã nói, đây là cái mùi hương khi mà anh em xịt thì chúng ta sẽ luôn tạo cho mọi người cảm giác sạch sẽ và thơm tho, nó không có một cái ý nghĩa gì khác cả. Và mình cũng đọc những cái phản hồi trên các cái diễn đàn thì
mùi hương này cũng có một cái độ thu hút cũng rất là đáng để đó. Người các chị em khi mà ngửi thì cũng cảm thấy rất là dễ chịu. Thì cá nhân của mình thì anh em nào nếu muốn mua một chai nước hoa cho mùa hè thì cũng nên tham khảo George Wanda Light Blue All Intense đó. Thì vừa xong là những cái cảm nhận của mình về mùi hương của Light Blue All Intense. Mình rất hy vọng các anh em cảm thấy thích video này, hãy like và share. Nếu như mọi người cảm thấy video có giá trị, đừng quên subscribe kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.